vẫn là đặc trưng bác của Trần Vĩnh Dân không? Mà không có một cái loại mùi gì nhưng mà nó ngon hơn được cái mùi này. Cả nước gội đầu của chị em với lại cái mùi gọi là của phụ nữ không bao giờ bằng cái này được. Con này nó ăn gà quá nhiều thì thấy họ bảo thế. Ôi 6 đĩa này là thoải mái nhiều rồi. Mang dây anh. Dây dạ đầy đủ à? Tôi đi bắt chó. Vâng. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Các bác ơi, chuẩn bị đến rằm trung thu rồi. Thế nhà có còn cầy nó toàn các bắt gà này, bắt hết là nọ đàn kia. Thế là hôm nay anh em cũng quyết định là làm con cấy thì phải cho nó sẽ đi trầu giềng. Thế bây giờ thì tôi sẽ đi đào giềng, còn các bác sẽ trách nhiệm đi bắt cấy này về làm. Thế thì mọi người cùng anh em chúng tôi sẽ bắt tay về làm việc nhé. Riêng cái món này phải có giềng thì giềng nó mới thơm này. Rồi các bác phải để nửa cái số mới tìm được cái đá thần đấy rồi. Riêng cái món thịt cầy của con đá này nó thơm này. Cái này cứ phải mọc bờ sông cơ, nó sạch sẽ. Giống này nó ưa nước. Đá này vừa cấu đã thơm. Nó mơ các bác ơi. Nó mơ to. Ngon non bún này. Ăn này ăn với giá trị đấy. Cây số để ít nó mờ đã thần các bạn. Vâng, chuẩn bị bắt cày đun nước cho mọi người nhá. Thảo mãi được cái phấm về nó vừa to vừa ngon. Tôi đang ấy nè. Đó. 14 cân đấy. 14 cân. 14 cân. Một tay nhấc được. Vâng, thế thì con cấy hôm nay ngon quá anh, 14 cân là vừa rồi. Con đấy của bác Đại 15 cân. Con này hôm nay là nó toàn ăn gà thôi. Các bác ạ, thế là anh em phải cho đi trầu giềng đấy. Thế là tổng cộng nó vừa mất mấy đàn gà rồi? 3 con đàn rồi, lại mấy con ngan to à? Sao lần này nó lại gớm, nó cứ đuổi xô đi, bay hết cả xuống ao, gà cũng ăn, lối cả dưới ao. Thế hôm nọ, thầy hình nó đi sữa xe nó tiếp thị thế nào anh nhỉ? Bây giờ mà hơi chết đấy. Hơi chết, ngoài khói. Hết. Ngoài khói đấy. Có cái gậy của mình. Này nó vặn đấy chứ. Con này cũng lắm tội đấy ấy. Chú Đại, con này cái nếu là cái nhiều tội đấy. Nó đuổi nó xô xuống ao xong rồi nó chết chìm, mình không được ăn không vớt lên cơ đấy. Thế này mất cả gì con trai. Thế hôm nay mới phải khử cho đi cho nó trầu giềng đấy. Thế là quyết định có nước hả bác Hiền? Một có nước hả? Điền chứ. Để cân đối. Ngon hơn. Chạy vào nhà hòa thượng vẫn cái cân lên đi.
Có tí ít sáng. Nó có cái răng mà sao răng nó trắng thế nhỉ? Răng trắng. Yeah, đây này, răng trắng thế, trắng gần gần con gác với bên ép gì kìa. Có đấy, chú ngày nào cũng đánh răng đấy anh ạ. Yeah. Vâng, sáng dậy sớm mà chỉ đánh răng cho cầy thôi đấy. Toàn cây to mà học này. Năm sáu cây là đấy. Tần đấy nhá thì sẽ thích ăn vịt các bác ơi. Đây các thơm vịt này. Xuống thì ít ca rô để nướng cho các cháu này nó ăn úi thầu kinh. Trời ơi, ui giời, thế kia sao? Ui giời ơi, cấp cứu kìa Quân ơi, cấp cứu Quân ơi. Cái gì sao lại xúc gớm thế nhỉ? Vâng, giới thiệu mọi người, đây cá rô bảo lộc đây này. Ui giời ơi. Con này phải cỡ hơn cân rồi. Nó to lắm mình. Không cho bán. Anh tính mấy món anh hả đây? 3 món này. Thế hôm nay làm 3 thôi. 5 món. À 5 món cũng 5 món nhỉ. 7 món nhưng nay bớt 2 món thì là 5 món con nướng này, rượu mận này, phay này, xương đinh măng này và món lòng lợn. Rồi. Hoa thân xin. Đến Hàn Quốc. Đến Hàn Quốc là chào sao? Tám đi. Thế mình làm 8. Đi là bướm. Mình ăn giảm tháng 8 ạ. Thì mình ăn giảm tháng 8. Quay xong rồi mới giải thích. Này rút sườn này anh. Rút sườn em. Thế nó mới lâu nhỉ? Rút sườn lâu, nước này là trông ngon. Xương nữa đỡ thừa. Riêng cái bộ lòng ấy chỉ có hai anh em bác này mới làm được. Bác hai thêm mấy cái lá húng quế để rồi lòng cho nó thơm nhé. Tí tương nữa này. Tí tương xong lại dầu hào nữa bác. Dầu hào này. Có lứa quá. Món xương thì cho vào linh măng này. Cái lòng này bác. Chốc không nướng được á. Lòng cũng nướng đây kìa. Lòng cũng nướng. Có. Này nó cái chốc mình còn lấy cái gương mình rửa còn lấy cái chén linh măng. Thôi thì để cháu cầm cái bát vuốt cái không tí này cho cháu. Ơ thật đấy chứ. Không biết vuốt là thôi, tí là nó bục ra là thôi rồi. Vâng, gì cái xương bây giờ anh em bắt đầu vuốt nhá. Tôm thế này, riềng mẻ mắm tôm thì chính đầy đủ. Vừa bóp một sóc.
xong món xương giờ mình ướp cái món rượu mận này. Bên này là món nướng. Bên này món nướng. Xương, muốn hấp xong. Còn bên đây là nướng. Đây và là chiến hoa mình. Đã. Món xương xào kỹ, bây giờ mình cho nước. Bác ơi, vâng rồi, bác đổ nước vào nhá. Xào rất kỹ rồi. Đây, bây giờ mình cho nước vào Linh thôi. Vâng, đây là cái món nướng này, thì bây giờ mình ướp cho tí mình chính, tí dầu này, một tí giềng này và vừng trắng. Nướng là đúng là nướng nó hao. Vâng, riêng cái món xương này nhá, là sôi nó bắt đầu là mình cho thịt vào đây này. Ai gọi này? Giết miệng làm không? Chó một nồi. Thế là hôm nay thì chó một xuông. Thịt thôi. Tiếp theo chương trình là cái món măng này, mình làm đến tí ninh với xương. Đi giá cho tay anh đi nhỉ. Cá rán. Biết đây ngô ăn cá rán. Sáng bên Ninh ra. Số ngày tích góp thì anh em do quê mới mua được con dao để thái thịt đây này. Các bác xem 1,5 triệu. Còn thép Thái Lan. Thép Thái Lan này. Không biết là người ta quảng cáo nào nhưng mà con dao này 1,5 triệu các bác này. Anh Nhật mới mua hôm qua đây. Phải nói cái mùi này nó cứ vẫn là đặc trưng bác nhận như thế nào mà không có một cái loại mùi gì nhưng mà nó ngon hơn được cái mùi này. Cả nước gội đầu của chị em với lại cái mùi gọi là của phụ nữ không bao giờ bằng cái này được. Cái này nó là mùi quyến rũ của đàn đặc, ông đặc trưng thật đấy, đặc trưng quyến rũ đàn ông uống rượu đấy bác. Cả bác ngồi bên phụ nữ có mùi bằng rời cũng không bao giờ ngon bằng mùi này. Đây nhé, bây giờ các bác xem là cũng sắp chín rồi. Chọc một nước ra trong này. Thôi chốc còn nướng nữa cơ. Nên nòng này anh thôi luộc nó chín 80% rồi bắt đầu này. Này là tí nó quấn rán các bác. Đây là kế hoạch của anh bác Dân. Chọc cái này rồi được. Chọc chưa? Thơm thơm dã man luôn. Nhưng mà sao cái chính là cái dầu gội đầu người ta thiết kế cho cái mùi này nó mới là sướng. Ngửi sướng luôn đấy. Con này nó ăn gà quá nhiều thì thấy họ bảo thế. Vừa ăn vừa đuổi thuốc ngao cơ. Anh. Rồi thế rồi. Ngon quá. Rồi em cầm vào đi. Đấy đồng chí. Được rồi. Nó cháy xong rồi thôi. À, đây là cái kiểu công trình của anh em mình nó kiểu như này đây. Vừa ăn vừa đuổi thuốc ngao cơ. Một số thanh niên là chuẩn bị mắc điện để gầy nò các bác nhé, gầy cái nò mít. Hôm nay nướng toàn bằng gỗ mít thôi.
Cái gì món nòng đấy. Vâng, nòng mang để nướng. Bác nào có cưới vợ các thứ là liên hệ gà ngon nhá. Ship tận nhà luôn. 110.000 một ký. Tức là gà nuôi ngô 100% các bác nhé. Đây này. Đấy. Không một tí công nghiệp nào luôn. Đây cái nò này là công nghệ của anh em tôi, là cái nò Hồng Hải Nhi đấy. Nướng gọi là không biết bao nhiêu các đồ này. Hôm nay anh em ra nghị quyết là mới cưa cái mít to đây này, cái gốc mít này. Đây, toàn gốc này. Và sẽ nướng thịt cầy toàn bằng gỗ mít. Đây, toàn cái khúc gỗ mít này. Hôm nọ cưa để không cho bà con xem. Các bác ấy, riêng thịt chó mà nướng gỗ mít nó thơm chưa từng có luôn. Đây là kinh nghiệm của anh em canh tôi, là thường thường là nếu mà nướng cái gì nó bằng gỗ mít ấy, thì nó rất thơm. Lửa lên em. Mới chín chứ không phải chục. Ngon rồi. Đúng là xương măng, cái nước nó đã ngọt lừ. Nóng bóng tay. Nóng vẫn thái được nhưng mà... Nói rồi. Đây, trước kia vớt thì bọn nó rồi, không được quá. Nhiều quá. Cái này của nó rơi rồi, nó bắn cho đâu? Nướng. Nướng một thiên tay đấy. Trông dáng dốc của hai bác thì kiểu như là giáo sư thái thịt chó đấy, thì không phải là tầm thường đâu. Nghệ nhân đấy. Đâu mổ đâu tay chiều rồi. Mổ ông tay được chưa? Được. Tôi cứ đưa đây tôi một cái, mỗi người cái. Hai ba cái. Quên rồi. Cá nào? Có bọn nhân viên đuổi rồi á. Đuổi hết rồi cái cá đó. Bán đồ loan đấy. Loan này có đôi bình, hai bình sữa đeo rồi. Nó đổ sổ. Và trước là đi đâu là không sợ khát. Không sợ khát. Nhờ cô ông bác không đâu. Cô mang được rồi anh ạ. Bác không cho hành à. Để em bác cho. Đi đi. Nó dài thế, bỏ ra mẹ ơi. Nó còn béo mẹ ơi. Chất được mà nó chả mãi nó không ra được. Anh ơi, thế đã được gì đấy nhỉ? Đã đổ đá đấy. Đúng rồi. Anh em để rượu mật nhé. Măng. Nói măng được chưa? Măng được rồi này. Đấy, bắt đầu giờ em để rượu mật này. Đây là cốc quy củ. Đây, đây là rượu mật. Nhưng nó hết hẳn chưa? Ga hết hẳn chưa? Chưa hết hẳn. Nay mùa này 5 giờ rồi, các bác thấy nó nắng chang chang này. Đi mình gặp nhưng mà hôm đấy thì không có tiền mặt. Anh nhặt đấy. Cân bùn này rắc 5 bận km. 5 bận nữa.
đúng không? Vâng. Vàng, nó cũng vàng. Vàng, vàng như mẹ. Không giờ này đi. Đánh chiếc canh. Dấm. Dấm thế nào cái điểm chua cho mà phải dấm thanh anh ạ chứ, phải không phải bẻ đâu. Phải dấm đỏ ác cơ, dấm ăn, dấm không đâu. Dấm thanh chứ. Đúng rồi, dấm nếp đấy cơ, gọi là dấm nếp. Không quá. Dấm ăn, chứ gọi dấm ăn. Không quá. Mấy đĩa nhỉ, 4 à? 6 ạ. 6 á? À đây, 4 rồi. Mấy đĩa nhà đâu? 3 đĩa thôi. 3 mâm thì... Đúng rồi. Sao đĩa vơi vơi rõ ngỡ. Ôi, 6 đĩa này là thoải mái nhiều rồi. Trên thì chắc mình không gấp được thịt. Không, cứ để gạt đi. Trong ấy người ta gạt rồi. Gạt cái gì? Không gì. Lắm đĩa làm gì anh? Không, ta còn để đây này. Không. À gan á? Không. Không gan. Đấy, 6 đĩa này là ngon. Đấy, cái đĩa kia em bọc lên trước này, đi. Thế này như hết rồi. Đi đầy, đầy quá này không biết. À, thế không gì đẹp. Thế này, chút này. Cái hoa ngoài kia có mấy bông hoa ấy cài vào cho nó đẹp chứ nhỉ? Dạ. 5:10 Cái này cầm ra thì thôi. Cái này để mang ra ngoài kia rồi. Đánh trong nồng rồi đấy. Đúng rồi, cái đấy làm thế nào các em làm? Đi làm em mang vào đấy. Cho đây. Thế nhé, anh em tôi đã trình bày xong đĩa cầy thơ 7 món các bác nhé. 6 đĩa cầy thơ. Bên trên là giềng già luộc nát mỏng. Đấy. Cháu cắn một miếng xong lại chí một miếng. Giải, em giải cái 4 cái chiếu này. Ôi giời, bữa ấy băng cả vào đầu. Tiếp anh em là đến sai bị thôi. Giải quyết nốt nồi xương ninh đã. Chốt lòng chưa? Chưa. À, những xúc xích đâu? Xúc xích kia rồi, à xúc xích đâu rồi? Đi Quân lấy. Lòng tiếp à? Ừ, lòng. Lòng nướng kia, cho đặt lên bếp đi, bắt đầu. Đấy. À, cú là cú gì đây? Đá đi. Đá mày vào xem nào, đá nào. Messi. Úi giời, nó bắt. Văn đâu á? Vặn từng cái một nóng thì thích khi nó đều chứ lướng thì nó còn hãy còn chỗ trắng như thế này mới đều này. Hai mặt thế này là được. Các bạn ơi, đứa trẻ đằng này khui dán cho công nghệ ba đấy. Công nghệ ba nhanh không vui trở lại rồi, sao không chín nhiệt độ là nhìn độ nha, sao mà không chín được ngon. Không anh nào dám cái theo kiểu Italia. Quá ngon. Nó đùa kiểu tàu. Kiểu tàu đấy. Nó chiên nhiều dầu. Hết rồi đây. Nam mơ. Nam mơ là sợ đấy.
nay này còn mỗi mâm chiếc tôm mới chưa đến à? Tôm mới. Tôm mai. Lại mai. Mai mày làm gì không? Mày làm gì đấy? Hôm nay là nắng quá thì giờ nó sẽ gió thôi. Trời ơi, đang ấy đúa rất. Còn mấy cái xiên thịt chó này nữa nè, là nướng là xong rồi các bác này. Bếp chai ác nhỉ, đúng gỗ mít cơ khác, thơm lức. Vừa mít vừa nhãn, à vải. Toàn cây nhà lá vườn. Nói đùa là nướng gỗ mít là thơm thật đấy. Thơm. Ừ. Dày thế. Để cái bên tí nó bỏ ra nó mình còn phải bóp. Tí tiện ra đây. Đấy, xèo xèo lên này. Lửa cháy một bên. Bên này hơi nóng rồi. Úi giời, nhiệt độ nó ác liền. Quay vô cái. Nghe chừng mô mịt nhỉ. Nhanh được lắm đấy. Cái này nhanh mà thái rồi chứ không phải nướng tảng đâu. Nhanh hơn nướng tảng nhiều. Cái này chắc chỉ 10 phút là chín. Tí. Cách cũng đến nhanh một hết. Trông nhãn hết. Đâu thấy cái lòng đâu? Lòng kia và cầm thái. Cầm vào. Đi. Đi cầm luôn. Ra đây cầm vào lòng người tháng nhá. Người thì đi vào, người đi ra, kia kia giao thông của mình nhá, chừng giờ phải làm cái giao thông đường hai chiều thôi. Đến khi thái lòng này trời cũng hơi có hiện tượng tối. Ui giời, kia lòng có đành ngon lắm. À, mục đích này anh em để nó tối tối thế này nó mới mát, chứ hôm nay là nhiệt độ nó hơi tăng thế. Mẹ, cái nào là của con? Cái gì? Chuyển với bạn em. Thái người gấp. Được chưa? Cứ cho ấy đi. Đều cả ba đĩa đi rồi tôi cho sau. Đây thì bác đứng sang đây này. Đi nữa thì em đã bước đấy. Bác Hiền được cái bê thịt chó giỏi. Còn hai đĩa này nữa là xong các bác. Anh em. Cái này nhá, lật là cũng phải có kiểu như nhấc lên thẳng này, xoay một vòng này, cụp xuống này thì nó mới được. Không rơi ra ngoài. À. Đấy, như này chứ còn bình thường cứ xoay đấy. Một phát là rơi hết. Cái đó là rơi hết chứ không phải là rơi cái này. Chứ không phải là ật phát là rơi hết ngay. Cứ coi ra đâu. Wow, cái cô có chờ giác, cô bỏ ra làm cái này đi qua hơi thơm không chịu được. Chịu nó ra được. Hành hạ lỗ mũi là thế nào? Chín rồi luôn. Đã ra lò như các bác nhá. Ra lò. Nhả đầu tiên đấy. Úi giời. Nó thơm ngào ngạt luôn. Thôi kia có ra bốc không? Ra đây bốc. Đấy. Thịt nướng. Thịt nướng bốc luôn, ăn trực tiếp. Nóng hôi.
cho bên này khoảng độ 5 cái thôi. Nóng nữa thì chịu. Đây này. Đây này. Nốt ba cái vỉ này là khánh thành nhá. Chuẩn bị rồi. Cái này cũng sắp được rồi. Canh vung cái là tí là thôi đấy. Múc chưa? Ừ, múc đấy, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị xong thì mời tất cả anh em cộng đồng chung vui với anh em gió quê. Hôm nay món cầy tơ nướng củi than nhá, củi mít. Ăn. Đây rồi. Không hái lên kìa. Cho các em một mâm cá chép giòn, cá rô rán giòn. Cái nén giờ đó. Ô thế các em không được tí coca là sao? Không cho uống coca à? Nướng xong cái bê vào luôn như các bác nhé. Chiên thay quần áo dưới ra rồi chị. Nói đi. Hôm nay bạn là người trung khu của các em thì mình biết giá nên là một tí cày tơ nướng củi mít. Sao vậy? Con này nó chuyên cắn gà. Cắn mấy ổ trứng gà. Con này là được có 6 món thôi, cày tơ 6 món. Anh em tôi làm 6 món. Thôi con này nó ăn nhiều trứng gà. 6 món thì phải xong để ngoài lắm đi. Các bạn nhé. Đây nhưng mà cho một bát thôi không? Vâng, một bát. Nhìn nó đi. Nhìn là sao dày tóc nhớ vàng ấy, già đấy. Ồ, nhuộm rồi đấy, nhuộm một chút. Kém mình tuổi đấy chú. Bằng tuổi. Thế hả? Anh 69 à? Tóc dài mà. Chén là 68. Ừ, nhiều gì đấy, 69. Nó đường 66. Mình cũng nguyên nhỉ? Ông Minh ở trên Hải Dương thì Dương thì nó về đã à, ừ, ai bố xong thì thanh niên cả đúng không? Đi ơ cái sang nên làm chén thì không cái tí cũng say rồi mới này sang anh à, anh còn cơm cái này nó làm thêm một cái cột đúng nữa, không chốc thì đợi bà đi ông Duyên đây nó giá trị không phải sớm được nhớ phải nó hai cái nền nó lau cái này nó tối thì mâm đi rồi nhé mâm không lau món nướng nhỉ món nướng đấy, món nướng là ngon đấy cái chinh ngồi ăn đấy nướng là không có chấm dạ bà đứng này đây bà cầm bia ra, ai đi sau cầm hết bia ra. Cái đĩa chỗ cái mâm đấy. Ở sau cái đây ấy từ vào thôi, vào cấp với con ơi. Bà Thu ngã con này vào thôi, lên đây. Đeo bộ bi ơi, cẩn thận ngay em ấy nhá. Vâng. Bà Thu. Bia
Cảm ơn bà Trinh. Bà Trinh xích ngon không? Hả? Bà cá bà ngon không? Xích ngon đấy. Ừ đấy. Tôm cũng ngấy. Đây là cái loa kìa, trông kìa. Anh ơi, đây rồi. Kéo được cuối vườn kìa. Tối mà đi, chỉ biết cho ngày thôi. Thôi nào. Vâng, mấy khi anh lâu lắm anh gặp cái gì. Đấy, 6 ngày bỏ. Mặc dù người chưa sang nhưng mà ra. Đưa ra lên thôi. Đúng rồi. Nên là ngồi vàng, đứng lên đi về. Thank you.
cho ăn. Bên đây là 8 ông, còn bên kia là 8 thằng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Anh thì lại còn vô kìa. Thế là hai bên cùng đều. Cứ nhớ bên đây không? Bên đây nó có một người. Thế là thế đi. Từ đây đâu. Thế anh còn lấu ra để ăn. Biết rồi nhưng mà. Rồi. Lại cứ hôi. Cơm tôm á. chứ còn anh thề chú Tiến không bao giờ anh nẫn, không bao giờ anh nhập cái anh say không, không phải là bức xúc xem thì không chết rồi chết này gọi bức xúc cái gì là anh em phát xử lý rồi anh nhưng mà không nhà chứ không đi nhập quá đây đây anh em mình à rồi đây đây hết rồi đâu anh sẽ bảo là anh chỉ kém một cái tiểu lượng thôi chứ còn nói thằng chú là muốn cái gì đây là cái thứ ba đấy thôi không muốn được nhập hai hết đây rồi em cái là cái thứ ba tập ba đấy là tập ba rồi không đây quá kể cả cái thằng vô cái thằng huệ nó về nhá bên nhảy chú vất 1-2 triệu thì chú không phải nghĩ mà cái không gì cả đây việc gì phải nghĩ cho nó mệt đâu nên nói chú Tiến thông cảm như thế mấy thằng cháu nó về Tết nhé có lên Minh ơi nào là chú Lý về chú Duyên là đi đến rượu không bác cho mình không cần hôm nay là không nhưng mà anh nói chú Tiến nhá anh đã nói là anh muốn làm cấp này nhưng là bên A tiếp rượu bên B không cần cho say